của mặt văn hóa, lên trước các ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn như đây. Ban di sản văn hóa là cầu vi thống nhất tổ chức lễ hội vật truyền thống ghi nhận tưởng nhớ công ơn đức thánh nguyễn minh công hiền sư quốc sư tiểu lý đã có công với đất nước với dân. Đầu xuân năm mới, thay mặt ban tổ chức tôi xin gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân những lời con sai lầm của quê hương, tổ trọng tài và các đô vật lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tốt nhất trong tình thân ái và đoàn kết. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, nét đặc trưng của làng quê Việt Nam sau những chiến tranh là có đình, có chùa và miếu phủ và có lễ hội lịch sử lưu lại vào thời hoàng triều Nhà Lê niên hiệu Hồng Đức năm Bính Thân 1486. Các cụ cô lão và nhân dân là cổ vi được quản thủ và thủ quan giúp đỡ về đất nhân dân góp công góp của cho tất cả nơi đầu làng xây dựng đối chống chung hay là nếu vậy. Điện sư Nguyễn Phương Công, người quê ở Điện Sáng, Nam Điện Kinh Bình, ngài đã thu đắc đạo và giúp các mọi người quê truyền đạo pháp cho nhân dân và chữa khỏi bệnh cho nhà vua Lý Thần Tông và được phong là quốc sư tiểu lý. Trải qua bao thế kỷ năm mưa phong hóa của thời gian, ngôi miếu vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử. Năm 2014 được sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Ninh Bình công nhận cấp bằng di tích lịch sử. Văn hóa cấp tỉnh trong quần thể di tích tỉnh và phủ mẫu làng Bồ Vi hàng năm cứ mỗi độ xuân về ngày mùng bốn tết nguyên đán, dân làng Bồ Vi lại nô nức hướng về miếu trung đền thờ đức thánh nguyễn di tích lịch sử văn hóa mở hội tế lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng quy kết, mọi nhà an khang. Và nổi tiếng với một lễ hội, với một lễ hội đặc biệt, đó là lễ hội vật dân gian truyền thống mà người dân khắp nơi đổ về tham dự chứng kiến cuộc thi tài của tay làng. Lịch sử hội vật làng Bồ Vi đã từng sản sinh ra nhiều đô vật nổi danh thời các cung xưa những năm gần đây và các thời kỳ đại hội thể dục thể thao tỉnh hay lễ hội truyền thống của Hoa Lương. Các đô vật làng Bồ Vi đều thay mặt cho phòng văn hóa huyện tham gia tranh tài và giành được nhiều giải thưởng huy chương vàng bạc. Lễ hội vật không chỉ là hoạt động thể thao dân gian truyền thống thuần túy mà cao hơn, nó có tác dụng giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, nâng cao ý thức gắn kết cộng đồng, tinh thần thượng võ, ý niệm về bản sắc và thiên nhiên là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống làng quê Việt Nam. Về qua tổ chức lễ hội, chúng tôi rất mong và kính mời các bạn thanh thiếu niên, các làng mạng xa gần về dự lễ hội hãy nhiệt tình tham dự thi đấu đối tranh thi đấu trên làng Bồ Vi. Đây là sân chơi thể thao lành mạnh nhằm nâng cao sức khỏe, học tập cao về kỹ thuật thể thao của môn vật đối luyện. Sau khi hiếu hảo trong đề cao đến giải thưởng thương mang tính chất ăn thua mà chú trọng đến tinh thần vượt khó. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, nhìn lại một năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng, chính quyền các cấp, cán bộ và nhân dân thôn Cổ Mỹ đã đoàn kết chung sức đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng giữ vững an ninh trật tự, an toàn lao động, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, cải tạo những diện tích trồng lúa có hiệu quả sang mô hình gia trại, trang trại, phát triển đa dạng nghề có hiệu quả cao, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân được cải thiện rõ rệt, hộ nghèo giảm, thôn giàu và khá giả ngày một năm. Các công trình văn minh được tu bổ rất đẹp đẽ. Để tỏ lòng với công ơn các bậc tiền nhân ông cha ta xưa đã dày công xây dựng và để lại đến nay, mỗi người dân chúng ta phải trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ tu bổ và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa đó. Thông qua lễ hội hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, kinh tế chính trị, những nhà hảo tâm, những người con xa gần của quê hương hãy vì quê hương của mình thân yêu phát tâm công đức ủng hộ về tinh thần vật chất hiện tại
để quan di sản văn hóa, tu sửa cho mình thân tâm, tâm linh, miếu Phật ngày một to đẹp hơn. Một mùa xuân mới đã về, các thầy niềm tin và hy vọng với tinh thần và ý nghĩa đó, thay mặt các tổ chức, tôi xin khai mạc lễ hội Phật truyền thống ngày một tốt Tết Tân Sửu kỷ hợi năm 2019 là Bồ Đề. Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân những ngày con xa đất của quê hương năm mới sức khỏe tốt, may mắn, thành đạt, an lành, gia đình hạnh phúc. Chúc tổ trọng tài là hương vật điều khiển và thi đấu của ngành công tốt đẹp. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp.